Rồi, chào mọi nhá. Thì theo câu bài này thì hôm nay thì mình sẽ dẫn em cách chọn từ nguồn cho cái cá nhá. Đó, thì đây là con từ nguồn đây, đây. Đó. Rồi, thì cái con từ nguồn này thì nói chung thì nó cũng khá quan trọng trong cái cá nhá. Đó, và cái việc chọn là từ nguồn ấy thì nói chung là chọn không cần phải chính xác đâu. Đó, nói chung là chọn làm sao mà phù hợp thôi. Đó, chứ không cần phải chính xác 100% nhá. Đây con từ nguồn đầu vào nhá. Còn đây là con từ nguồn đầu ra, thì hôm nay thì mình sẽ dẫn em cách chọn từ nguồn đầu vào này, là con tụ 4700 mi này. Đó. Rồi, thì con tụ này nó có chức năng gì? Thì con tụ này nó có chức năng thứ nhất là chức năng ổn định điện áp. Đó, tại vì là khi mà cái cá nó bắt đầu nó hoạt động ấy thì đó là nó cái dòng tức thời nó ấy, nó khá là cao. Đó. Tại vì là nó phải nạp tụ này và nó phải chạy linh kiện này thì cái dòng tức thời nó ấy, nó khá là cao. Cho nên là nó sẽ làm bị sụt áp, sụt dòng ở trên cái đường mạch ấy. Đó. Thì khi mà sụt dòng như vậy ấy, thì cái đầu ra của cái cá nó khá là yếu nhá. Nó khá là yếu. Thì nó sẽ làm cá chạy này và đánh nó hơi bị khó bắt cá. Đó. Cho nên là cái con tụ này nó có chức năng là nó sẽ nạp điện vô và nó xả điện ra khi mà điện áp nó thấp nhá. Đó, khi mà áp cái dòng tức thời nó khi mà nó tải nó bị thấp xuống, nó bị tụ xuống thì con tụ này nó sẽ bù dòng ra, thì lúc này cái cá nó sẽ ổn định hơn và dòng ra nó sẽ cao hơn. Đó, thì cái cá nó sẽ đẹp hơn. Đó. Và chức năng thứ hai nữa là chức năng lọc nguồn hoặc là lọc nhiễu. Tại vì là khi chạy ấy, thì cái biến áp này, cái biến áp nó sẽ hồi dòng về. Thì cái dòng hồi dòng về này ấy, thì nó là dòng DC. Nhưng mà DC này ấy, không phải là DC phẳng nhá. Cái DC mà từ ắc quy vào ấy, là DC phẳng 100% luôn. Còn cái DC mà nó bị hồi dòng về ấy, thì nó vẫn gọi là DC, nhưng mà nó là DC bị nhiễu. Đó, nó có cái đồ thị ấy, nó sẽ bị nhiễm vô nhá. Tức là nó bị nhiễu ấy. Đó. Thì con tụ này nó sẽ chức năng là nó sẽ làm phẳng cái xung nhiễu đi. Thì khi mà nó xung cái đồ thị lên cao ấy thì nó nạp cho tụ. Đó, thì khi mà đồ thị nó bị xuống, tức là nó bị nhiễu xuống ấy. Đó, thì đồ thị nó chức năng đi xuống ấy thì cái tụ này nó sẽ bù dòng ra. Cho nên thì nó thì theo đồ thị ấy, thì nó sẽ làm cái điện ấy nó sẽ phẳng hơn, thì lúc này DC nó sẽ chuẩn hơn. Nếu mà không có tụ này thì cái điện nó bị nhiễu ấy, nó sẽ làm cho cái IC này và linh kiện này nó sẽ mỏng hơn, do là linh kiện này nó chạy cái điện áp và DC chuẩn nhá. Còn nếu mà chạy với điện áp mà DC mà bị nhiễu ấy thì nó sẽ làm cho cái linh kiện này nó sẽ giảm tuổi thọ đi và mau chết nhá. Đó là chức năng của tụ nguồn nhá. Rồi, và cái việc chọn tụ ấy thì nó đơn giản thôi. Nó thì tí nữa mình sẽ liệt kê tất cả cái mẫu máy ra để cho anh em tùy chọn nhá. Đó. Rồi, thứ nhất là con tụ này nó sóc hai thông số nhá. Thứ nhất là thông số điện áp này, thứ hai là thông số dung lượng này, tức là microfarad UF ấy. Đó. Thì cái điện áp ấy, cái mức vôn này, tức là đây là mình hiện tại mình đang xài con 35V này. Đó. Thì đối những máy mà khoảng tầm từ 8V trở xuống nhá, 8V trở xuống thì em chọn cho mình là con từ 25 cho đến 35V, từ 25 cho đến 35V. Đó, thì cái đầu vào nó là 12V. Thì anh em phải chọn con tụ nào mà nó cao hơn so với mức vôn đầu vào nhá. Nó cao hơn 12V. Thì thông thường ấy nó khoảng từ 25V cho đến 35V. Đó. Tại vì sao phải dùng cao hơn? Đó, tại vì là thứ nhất là cái dòng hồi về của biến áp ấy, cái dòng hồi về của biến áp ấy nó sẽ cao hơn 12V. Đó. Và thứ hai nữa là cái con tụ này nó ghi trên vỏ là 35V. Đó, nếu mà con tụ này là con tụ dỗm ấy thì cái thông số thực tế của nó là nó khoảng từ nó chỉ được là 30 cho đến 25V thôi. Đó. Còn đối với cái con tụ xịn ấy chỉ khoảng 35V. Đó. Còn nếu con tụ dỗm ấy thì nó ghi trên vỏ là 35 nhưng mà thực tế nó chỉ 25 thôi. Đó là con tụ dỗm nhá. Đó. Cho nên là em phải chọn con tụ nào mà áp nó cao hơn so với áp đầu vào nhá. Đó. Thì tốt nhất là trên từ 25 cho đến 35V đối với những máy từ 2 cho đến 8V. Và những máy mà trên 8V thì do là nó xài biến áp lớn này và dòng cao, cho nên là cái dòng hồ về của nó sẽ rất là cao. Cho nên là em chọn cho mình con tụ khoảng tầm từ 35 cho đến 50V nhá. Đó, tốt nhất là 50V ấy. Nếu mà máy mà trên 8V ấy thì chọn mình là con tụ là 50V. Thì thứ nhất ấy, là nó sẽ bền hơn. Đó, thì nói chung là tiền nào của đấy mà, tiền càng cao thì linh kiện nó càng xịn thôi. Đó. Và thứ hai nữa là em chọn cho mình là con tụ nào mà nó có gọi là như là nó thông dụng nhá, tức là con cái tụ mà nó uy tín ấy, nó thì nó sẽ ok hơn. Đó. Rồi, thứ hai nữa là cái chỉ số UF này, tức là microfarad, đó là dung lượng của tụ nhá. Đó, thì hiện tại là máy 4 phép này thì mình vẫn dùng hoàn toàn là con tụ 4700 mi. 4700 mi là mình cảm thấy là nó ok rồi, vừa hợp, nói chung là nó vừa hợp giá nhá và nó vừa ok. Đó. Thì đối với anh em chọn tụ ấy, anh em chọn con tụ nào mà nó nhỏ hơn so với công suất máy thì thứ nhất là nó sẽ làm máy nó không bền này, thứ hai nữa là máy bị yếu này, nó do là cái dòng bù ra nó không đủ. Đó. Và nếu anh em chọn con tụ mà nó cao hơn so với công suất máy thì nó sẽ không ảnh hưởng nhá, nó sẽ không ảnh hưởng gì. Đó,
Ví dụ là cái con tụ 4700 mi này là nó bù 100% 4000 mi mà nó bù 100% là máy nó chạy đủ 100% con tụ được bù ra nhá. Đó, thì nếu mà dùng con tụ cao hơn ấy, mình dùng con tụ 8000 mi đi thì nó chỉ chạy được 5% thôi, tức là nó chỉ bù 50% ra thôi. Đó, còn 5% còn lại ấy, thì nó sẽ không làm gì nhá. Đó, nó chỉ bù 50% thôi, tại vì là nó bù 50% ấy là máy nó đủ rồi, nó không cần bù nữa. Đó là nếu mà dùng con tụ cao hơn nhá thì nó sẽ không hưởng gì. Còn thứ hai nữa là nó chỉ tốn tiền thôi. Đó, chúng ta em chọn cái tụ hợp lý thì nó sẽ ok hơn đó. Rồi, ở đây là mình đã viết sẵn một số máy này mình đã từng làm qua này, thì mình cũng để một số cái thông số tụ này. Nó anh em nào mà có thể anh em không biết thì có thể lấy về mà dùng thử nhá. Nó còn đối anh em nào, tại vì đây là thông số mình không dùng công thức nhá, nói chung mình không có đâu, nói chung là mình làm theo và cảm thấy mình làm ấy, cảm thấy nó ok thì mình mới chia sẻ nhá. Nó còn có thể anh em có thể có thông số khác. Nó còn đây là mình cho anh em bước vào nghề em không biết thì có thể làm theo thông số này mà để mà xài thử nhá. Đó, nói chung là mình cũng không có công thức hay gì đâu. Đó. Rồi, thì máy 2 phép đấy thì mình sẽ dùng con tụ là 3300 mi. Đó, 25V cho đến 35V. Đó, còn anh có thể dùng con 4700 cũng được, có thể dùng con 6700 cũng được. Đó, nói chung là nếu anh em mà không có kinh phí thì có thể dùng con 3300 này, hoặc là anh em thương mại thì dùng con này là hợp lý nhá. Dùng cao quá thì tiền nó cũng cao thôi. Đó. Rồi, thì rồi 4 phép ấy, đây là 4 phép nhỏ nhá. Thì mình dùng con 4700 mi này, 4700 mi. Đó, một là một con nhá. Đó. Hoặc là có thể dùng con 6700 này, nhưng mà mình thấy là 4700 là phù hợp nhá, là ok đấy, nó vừa đủ ấy. Đó, còn nếu mà dùng con cao quá nhiều khi nó cũng phí đi. Đó, nó không chạy hết công suất đâu. Rồi, và con 4 phép lớn ấy thì mình dùng con 4700 x 2 nhá. 4700 x 2. Đó là thấy mình thấy là ok nhá. Đó. Rồi, cái này là mình đang tính dư nhá, chứ mình không tính vừa đủ nhá. Nói chung là mình thấy mình đưa dư ra thì nhiều khi máy nó sẽ ok hơn. Tại vì là mỗi vùng nước ấy, ví dụ mình đưa vùng nước nặng đi thì nó cần có tụ cao hơn. Rồi còn đối với cái vùng nước ngọt ấy thì nó không cần dùng tụ cao đâu, bởi vì là nó không có tải nặng cho nên là không cần dùng tụ cao nhá. Rồi, máy 6 phép ấy thì mình cũng dùng thông số y chang nhá. Rồi, còn máy 8 phép ấy, 8 phép nhỏ thì mình dùng con 4700 x 2 này, tức là hai con 4700. Hoặc là con 8 phép lớn ấy thì mình dùng con là ba con 4700. Thì các em có thể dùng một con 4700. Ê, thì có thể dùng một con nhá, mà anh em cộng gộp vô ấy, tức là 4700 x 3 thì có thể dùng một con luôn. Còn đây là mình ghi 4700 x 3 cho dễ hiểu này. Đó, tức là ba con 4700 nhá. Thì áp rồi còn số volt ấy. Volt thì có thể dùng con từ 25-35V nhá. Đó. Còn anh em nào mà có kinh phí hoặc là dùng máy để dùng ấy, thì có thể dùng con từ 35 cho đến 50 thì nó sẽ bền hơn. Đó. Rồi, và con máy 12 phép nhỏ ấy, thì mình dùng là 4 con 4700. Đó. Đây là app này nhá, app của con 12 phép này là 50V nhá. Đó, 50V. Đó, hoặc là có thể dùng con 35V nếu như mà đánh ở vùng nước ngọt nhá. Rồi, và con 12 phép lớn thì là 6 con 4700. App là 50V. Đó, đối với vùng nước ngọt thì có thể dùng con 35V, còn nếu mà dùng vùng nước nặng dùng con 50V nhé. Đó, tại vì là lúc này nó cần cái dòng tức thời nó khá là cao, là dòng tải nó khá là cao cho nên mà dùng con tụ cao thì nó sẽ ok hơn. Đó. Rồi, và con từ con 16, 26, 36, 40 ấy, thì em có thể dùng cái con thông số này. Nó em có thể dùng nhân 2 lên. Đó, ví dụ là mình dùng con 16 đi, mình có thể dùng cái con này ấy, thì mình có thể nhân 1 lên nữa hoặc là mình nhân 2 nữa nhé. Nói chung là nó không cần chính xác đâu, nó cần tương đối thôi. Đó. Thì có thể là 16 phép này mình dùng là 5 con. Đó, 16 phép lớn thì mình dùng là thêm 2 con nữa là 6, 8 là 8 con nhá. Nó có thể dùng như vậy. Đó. Thì ép ấy, nói chung là đối với vùng nước mà nước ngọt thì có thể dùng con từ 25 đến 35, còn đối với vùng nước nặng thì có thể dùng con 50V ấy, thì nó sẽ bền hơn. Tại vì lúc này ấy, nó sẽ nói chung là dòng hồ về nó cũng cao này và cái dòng đề nó cũng cao ấy, cho nên là dùng con lớn thì nó sẽ ok hơn. Dòng đề bé tức thời nó sẽ cao hơn nhá. Đó. Rồi, đó là mình chỉ ghi cái thông số tương đối thôi chứ không phải chính xác nhé. Có thể anh em khác có thể dùng thông số khác, nhưng mà mình thì hay dùng cái này. Còn mình ấy, thì mình hay dùng cái này. Mình cảm thấy ok thì mình chia sẻ anh em nhé. Đó. Rồi, đây nha. Rồi. Rồi, đó là chức năng và cách chọn tụ quần nhé. Đó,